nhớ tập trung vào cái nhóm cơ mà các bạn muốn phát triển. Hôm nay chúng ta tập trung vào nhóm cơ mông. Vậy thì khi các bạn luyện tập, hãy tập trung vào nhóm cơ mông nha. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách tập mông to, tròn, săn chắc ha. Khi mà các bạn tập mông thì các bạn nhớ hai cái điều sau đây. Thứ nhất, đó là chúng ta cần phải tập nhiều cho cái phần mông của chúng ta thì cái phần mông của chúng ta mới phát triển nhiều hơn so với bình thường. Thứ hai, đó là khi mà các bạn tập á, thì các bạn hãy tập trung suy nghĩ vào cái nhóm cơ mà bạn muốn tập. Thì hôm nay chúng ta tập mông, bởi vậy chúng ta hãy suy nghĩ và tập trung khi mà các bạn thực hiện bài tập vào cái phần mông thì cái phần mông được ăn nhiều nhất có thể. Nhớ nha các bạn, tập trung vào phần mông khi luyện tập ha. Mỗi bài các bạn thực hiện là 3 hiệp và mỗi hiệp 20 rep ha. Bài đầu tiên của chúng ta đó là bài squat basic. Với cái bài tập squat basic á, là nó là huyền thoại của tập mông rồi. Bởi vậy thì chúng ta không thể là không có bài tập này được ha. Tư thế bắt đầu nó như thế này nè các bạn. Hướng hai mũi bàn chân ra phía bên ngoài như thế này ha. Và đẩy cái phần mông ra sau. Đây như thế này. Đây như thế này ha. Đó, lên. Tập trung vào phần mông, siết phần cơ mông lại. Xuống. Đẩy cái phần mông ra sau. Lên. Tập trung suy nghĩ vào phần mông, siết cái phần cơ mông lại. Đó, như thế này ha. Các bạn có thể là dùng cái cục tạ đơn này nếu mà các bạn cảm thấy là chưa phê sức thì các bạn có thể dùng nó để mà luyện tập ha, tăng thêm cái độ nặng và bài tập của chúng ta ăn được nhiều hơn. Bài tập thứ hai của chúng ta có tên gọi đó là squat side to side nha các bạn. Tư thế bắt đầu nó như thế này nè các bạn, này như thế này ha. Nhớ vẫn nguyên tắc cũ, đầu gối không vượt qua mũi bàn chân và khi luyện tập nhớ tập trung vào cái nhóm cơ mà các bạn muốn phát triển. Hôm nay chúng ta tập trung vào nhóm cơ mông. Vậy thì khi các bạn luyện tập, hãy tập trung vào nhóm cơ mông nha. Tới đây này các bạn, đây. Tới đây thôi nha. Tới đây là các bạn lên rồi. Đó. Tới đây là các bạn lên rồi nha. Các bạn thực hiện là 10 lần cho mỗi bên, tức là 20 lần cho mỗi bài tập. Bài tập thứ ba của chúng ta có tên gọi đó là bài switch chân lên. Switch chân lên nó là như thế này, trước và sau như thế này. Bài thứ hai của chúng ta đó là side to side rồi đúng không các bạn? Hai cái bài tập thứ hai, thứ ba của chúng ta nó sẽ kích thích toàn bộ cái nhóm cơ mông của chúng ta một cách toàn diện và đều đặn. Không có cái chuyện mà khi mà các bạn luyện tập á, bị hóp mông. Khi mà các bạn luyện tập hai bài tập này cùng lúc với nhau á, thì sẽ giúp cho cái phần mông của chúng ta to, tròn và đều hơn. Đều cái phần mông của chúng ta hơn ha. Các bạn bước tới một bước như thế này ha. Bước tới một bước như thế này. Và vẫn nguyên tắc cũ, đầu gối không vượt mũi bàn chân. Và cái phần mông của chúng ta chú ý suy nghĩ, tập trung, cảm nhận cho nó ha. Với cái bài tập này thì mình sẽ dùng thêm tạ các bạn. Mình sẽ thêm tạ. Các bạn thực hiện là 20 lần, 10 lần cho mỗi bên nha các bạn. We'll be right back.
Bây giờ chúng ta sẽ đến cái bài thứ tư nha các bạn. Bài thứ tư có tên gọi đó là One Ship. Với cái bài tập này á, thường là khi mà các bạn tập luyện, các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta phải dựa vào tường. Ở trong nhà hoặc là ở phòng gym hay là ở đâu đó các bạn phải dựa vào tường đúng không? Nhưng không, nếu mà các bạn dựa vào tường thì cái lực của bài tập nó sẽ bị ít đi một ít. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách tập mà tối đa cái bài tập này luôn. Đó, như thế này, không cần tường. Đây các bạn, như thế này ha. Tư thế bắt đầu nó như thế này. Nhớ đầu gối không vượt mũi bàn chân. Và khi tập luyện, tập trung vào suy nghĩ cho nó. Đây các bạn, nhô mông ra sau như thế này. Các bạn giữ yên như thế này từ 40 giây cho đến 1 phút nha. Hít thở bình thường các bạn. Các bạn sẽ cảm nhận ngay cái cơ mông của bạn được đốt nóng và vào ngay lập tức. Sau đây là mình đã chia sẻ xong cho các bạn là 4 bài tập giúp cho các bạn là vào phần mông của chúng ta một cách trọn vẹn. Trước khi mà các bạn luyện tập thì các bạn cần phải bổ sung tinh bột tốt để mà các bạn có năng lượng cho cái việc tập luyện cũng như là tăng cơ. Đây là bột ngũ cốc tăng cân tăng cơ dành cho bạn nào muốn tập luyện mà tăng cân tăng cơ. Còn đây là bột soy protein dành cho bạn nào ưu tiên phần tăng cơ, giảm mỡ, giảm cân. Hộp này là giá 199.000, ngũ cốc tăng cân tăng cơ, còn soy protein giá là 240.000. Các bạn mua thì nhớ liên hệ cho bên mình qua website, fanpage cũng như là số điện thoại của mình ha. Chúc các bạn một ngày luyện tập tràn đầy năng lượng.